Ok, chào các bạn. Buổi đầu tiên của hành trình vẽ dạo Vĩnh Long thì Bờm đã chọn Văn Thánh Miếu Vĩnh Long. Đây là một công trình nổi tiếng và có bề dày lịch sử tại Vĩnh Long. Thì nơi đây Bờm đã nhiều lần ghé và vẽ rất là nhiều lần, nhưng lần này Bờm vẫn tiếp tục quay lại để vẽ nơi đây. Nơi đây thì công trình nhỏ thôi nhưng rất là hài hòa và tỷ lệ khá là cân đối. Bên cạnh đó thì cây xanh rất là nhiều. Tuy là trời hôm nay rất là oi bức nhưng khi bước vào đây không khí rất là dễ chịu. Chưa kể là Văn Thánh Miếu Vĩnh Long gần ngay bờ sông đó. Có những làn gió mát từ ngoài sông nó thổi vào rất là mát mẻ. Thì bồn vẽ góc chính diện Văn Thánh Miếu. Văn Thánh Miếu là thờ thầy Chu Văn An và nhiều công thần khác. Công nhận từ ngàn xưa thì cha ông ta luôn đề cao việc học. Bất cứ việc gì thì đầu tiên phải học đã, phải học từ căn bản thì mới làm tốt được, ngay cả việc vẽ. Chúc các bạn vẽ tốt từ căn bản. Hẹn các bạn địa điểm tiếp theo trong hành trình Vĩnh Long Du Hòa Ký.